Tinh thần huyền không. Huyền không sáng lập từ thầy, huyền không sơn thượng lành thay ra đời. Sơn trung bảo tháp sáng ngời, sơn hạ tuệ tỉnh cứu đời bệnh nhân. Mùa xuân năm 1976 hay năm 1977 tôi không nhớ rõ cho lắm. Tôi đến với huyền không rất tự nhiên, có thể nói là đương nhiên, vì lúc bấy giờ anh tôi là sư Tâm Đức đang cư trú tại chùa Huyền Không Lăng Cô. Trên chuyến xe lửa, thường gọi là tàu chợ, từ ga Huế đến ga Đà Nẵng, tôi bước lên tàu từ ga Trùi, địa danh quê tôi, để đi đến ga Lăng Cô, khoảng cách chừng 30 cây số. Chuyến tàu ì ạch cũng mất đến 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Những cơn mưa phùn nhẹ nhẹ đầu xuân, tiết trời se lạnh, cái se lạnh của miền Trung xứ Huế. Từ ga Lăng Cô đến chùa Huyền Không chưa đầy 2 km, đi bộ trên đoạn đường quốc lộ 1A nằm sát Vịnh Lập An. Vịnh Lập An rất rộng lớn, kéo dài từ chân đèo Hải Vân đến chân đèo Phú Gia. Nhìn về phía tây phải là núi rừng trùng điệp, còn về phía tây trái là làng chài Lăng Cô, ngăn đôi giữa vịnh và biển lớn. Những hạt mưa bụi lăng tăng bay vào mặt, qua làn gió bất đầu xuân cũng thú vị lắm. Trong khung cảnh này, nếu như tay trong tay thì lãng mạn biết bao, cộng thêm một chút tâm hồn nghệ sĩ nữa thì không biết bao nhiêu thơ văn tuôn trào theo cảm xúc. Nhưng tiếc thay một người đi, áo không đủ ấm, lại thiếu năng lượng từ bên trong, làm tăng thêm độ lạnh của mưa phùn gió rét, thì còn đâu mà thơ với mộng. Trước khi lên cổng chùa có trạm kiểm soát của công an, tôi bị chặn lại xét hỏi giấy tờ. Cuối cùng anh tôi là sư Tâm Đức phải xuống trạm kiểm soát làm giấy bảo lãnh là tôi chỉ đến thăm anh rồi ra về trong ngày. Tôi đến chùa đúng lúc chư tăng đang độ ngọ. Tôi chắp tay vái chào. Tôi nhớ không rõ lắm, hình như sư Giới Đức là vị nói còn ngồi chơi chút nữa ăn cơm. Có lẽ bữa cơm chỉ nấu phần ăn đủ cho chư tăng. Khi tôi đến làm vị khách bất ngờ nên quý sư mỗi người sớt một ít phần cơm của mình để lại cho tôi. Nhìn qua trên bàn ăn đạm bạc của quý sư, tô canh rau là chủ lực, cơm hấp sắn mỗi vị một phần. Sau khi chư tăng dùng xong đến phiên tôi thì tôi thấy phần ăn của mình toàn là cơm trắng. Tôi mới biết vị nào cũng sớt cơm trắng để dành cho tôi. Lần đầu tôi đến thăm người anh và quý sư mà lại đi tay không, tôi thấy mình ốt dột chi lạ. Ốt dột là tiếng địa phương quê tôi, nghĩa là ngượng ngùng hay mắc cỡ. Thời bấy giờ ra khỏi địa phương mà không có giấy xin phép tạm vắng thì không thể khai báo tạm trú ở nơi khác được. Tôi đành phải rời chùa lúc 2 giờ chiều để kịp đón chuyến tàu chợ từ Đà Nẵng ra lại Huế. Mặc dù quê tôi và chùa Huyền Không nằm chung trong một huyện, chỉ khác xã thôi. Sau hôm đó, tôi thường xuyên đến chùa với bộ đồ công nhân đường sắt, đi theo đường ray xe lửa. Cũng có khi tôi nhảy tàu, khi tàu chạy ngang qua chùa mà không có ai phát hiện. Hình ảnh đầu tiên tôi đến với Huyền Không mang dấu ấn đậm nét là tình thương yêu. Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, tình hình bất ổn nhất của thời bấy giờ thì tình thương yêu là chất kết dính bền chặt nhất. Chỉ có tình thương yêu đủ lớn mới cùng nhau đi trên con đường mà quý sư chọn lựa. Con đường làm tu sĩ lúc xã hội đầy biến động, khi đất nước vừa mới thống nhất, mọi hoạt động tôn giáo đều nằm trong tầm ngắm nghi ngờ của chính quyền. Đó cũng là chuyện thường tình
khi tranh tối tranh sáng, chỉ cần một sơ suất nhỏ là có thể vào tù dễ dàng. Tình thương yêu là sức mạnh vô song khi tứ bề dao động. Chỉ có tình thương yêu mới làm tăng thêm đức tin cho những người con Phật học đạo sơ cơ như tôi. Ở thời điểm này, ba vị sư theo thầy Viên Minh ra chân đèo Hải Vân để khai sơn lập chùa Huyền Không Lăng Cô năm 1973 đã hoàn tục. Đó là Tịnh Pháp, Trí Thâm và Tấn Căn. Lúc bấy giờ tôi gặp được sư Giới Đức, sư Tâm Đức, sư Trí Tâm và sư Tuệ Tâm. Lúc đó sư Pháp Tông đang ở chùa Tam Bảo Tự, Đà Nẵng. Một thời gian sau đó tôi chọn làm công nhân hợp đồng kéo đá cho mỏ đá Lăng Cô, nên việc tôi lui tới chùa không còn ai để ý nữa. Thời gian này sư Thúc Giới Đức đang làm tập san pháp thị. Tôi thường phụ giúp sư Pháp Tông một vài công việc lặt vặt như quay bản in bằng cái máy Ronio tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng. Còn khi tôi về chùa Huyền Không thì theo sư Tuệ Tâm lao động khai hoang trồng hoa màu cho chùa. Cuộc đời có những nhân duyên rất kỳ diệu. Ông nội tôi hành nghề đông y, ngày xưa gọi là thầy thuốc bắc. Ông bắt mạch, hút thuốc chữa bệnh hoặc kê toa cho bệnh nhân. Ông có những bài thuốc gia truyền rất hay vào thời đó, như chữa tăng xông cao huyết áp, bệnh hen suyễn, bệnh đau bụng máu dạ con cho những người đàn bà sau khi sanh nở. Nhưng con cháu trong nhà không ai học được, cứ ngỡ rằng sau đời ông sẽ bị thất truyền. Nào ngờ sư Tuệ Tâm lại là người được ông trao truyền từ cách bắt mạch, chẩn đoán bệnh tình và sách vở ông đã viết trước khi ông qua đời vào tháng 5 năm 1977. Điều thứ hai tôi thấy ra từ cuộc sống của chư Tăng Huyền Không năm nào là tinh thần hòa đồng. Vị ngồi viết sách không khác gì vị đang lao động, nạy từng tảng đá để có đất trồng hoa màu cải thiện đời sống. Vị ngồi uống trà tiếp khách không khác gì vị đang lúi húi nhóm bếp, khói lên mù mịt cay xè cặp mắt để luộc nồi khoai mới đào lên lúc sáng. Sau này tôi được thầy khai thị, trong từ ngữ giáo lý Phật Pháp tôi mới biết đó là tinh thần vô vi, vô ngã. Ngoài tam y bình bát ra, không có vị nào tư hữu bất cứ thứ gì cho riêng mình. Cho dù những món vật thí hay tịnh tài ấy được Phật tử dâng cúng cá nhân, tất cả đều để chung một chỗ. Khi vị nào thiếu thì đến lấy về dùng. Tịnh tài cũng vậy, không cần thư ký thủ quỹ gì hết. Khi vị nào cần tiền xe đi đâu hay mua sắm vật dụng cần thiết gì thì cứ lấy. Còn nếu dư ra thì trả vào hộp đựng tiền trong tủ, không khóa. Đúng là đời sống tri túc bần hàn của những vị sa môn phạm hạnh đầu trần chân đất. Rằm tháng 2 năm đó, lần đầu tiên tôi tham gia ngày hội Huyền Không, và cũng là lần đầu tiên tôi được đảnh lễ thầy Viên Minh từ Sài Gòn ra. Hình bóng một vị sư trẻ thanh mảnh trong chiếc y vàng, gương mặt hiền từ nhưng đầy nghiêm nghị. Chính vì sự nghiêm nghị này của thầy mà tôi ít có cơ hội gần thầy. Đêm đầu đà năm đó, Phật tử Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế về tham dự khoảng chừng 30 người thôi. Thời điểm đó mà 30 người tụ tập lại sinh hoạt trong một ngôi chùa cũng là một vấn đề khó khăn. Trình báo xin phép chính quyền địa phương đồng ý mới thực hiện được cuộc lễ. Huyền Không tao ngộ. Trước ngôi chánh điện dành cho chư Tăng, ngoài hàng hiên tiền đường dành cho nam nữ Phật tử, chúng tôi ngồi lắng nghe những lời pháp nhũ khai thị của thầy Viên Minh đầu tiên, rồi đến sư Giới Đức, sư Tâm Đức, thứ đến là những câu hỏi của Phật tử gửi đến quý sư, được quý sư giải đáp. Thú thật riêng tôi không hiểu mấy về những ngôn từ Phật học. Tôi chỉ cảm nhận không khí ấm áp, chân tình, đượm tình đạo vị trong hoàn cảnh lúc bấy giờ. Quý sư luận đạo, bình thơ, trong tinh thần huyền không của một đêm rằm tháng 2. Nói là ngôi chánh điện, trước có tiền đường nghe lớn lao quá. Thật ra chỉ là một ngôi chùa nhỏ bé, mái tranh vách ván thô sơ, rất mong manh trước những cơn gió lớn. Chùa nằm trên một ngọn đồi lưng chừng không cao lắm, dưới chân đèo Hải Vân. Đêm càng về khuya, ánh trăng lên cao chênh chết xuyên qua những hàng cây bạch đàn, lay động khi có ngọn gió biển thổi vào.
không gian yên ắng giữa núi rừng và biển cả, tiếng suối chảy từ thượng nguồn đổ về, cộng thêm tiếng sóng biển vỗ y ầm va vào vách đá, nghe như một bản hợp tấu của thiên nhiên giữa đất trời lòng lòng. Tôi đã mô tả một huyền không yên bình tĩnh lặng giữa núi rừng và biển cả trong bài viết Một thời hay một đời rồi, nên tôi không dám nói gì thêm nữa. Trong bài viết này, trọng tâm tôi xin trình bày tinh thần huyền không theo sự nhận biết của riêng mình. Trong đêm thọ Đầu Đà huyền không năm đó, tôi ghi nhận được một câu nói của thầy Viên Minh mà mấy chục năm qua nó nằm trong trí não của tôi cho đến tận bây giờ. Người nào thấy biết rõ ràng chính mình, tức sẽ thấy ra các pháp. Thực ra lúc đó con chưa hiểu mấy về câu khai thị của thầy, nhưng trong đời sống hàng ngày, khi đứng trước mọi hoàn cảnh, nhất là đối diện với nghịch duyên, thì câu nói ấy của thầy giúp con hiển lộ thêm sự sáng suốt trên chính bản tâm mình. Chính nhờ câu nói của thầy năm đó như cái kim chỉ nam để con bước đi trong cuộc đời này một cách tự tin. Cũng nhờ câu nói của thầy năm nào mà con đã vượt qua được 8 ngọn gió thế gian, được mất, hơn thua, thành bại, vui khổ một cách dễ dàng, giúp con phát hiện ra những sai lầm của mình trong tạo tác chủ quan. Đêm nằm viễn mộng bâng khuâng, nhớ chùa tranh cũ, hương trầm thoảng bay. Cuộc đời nhân thế đổi thay, chùa tan tranh nát mới hay vô thường. Chính cái vô thường trong sự vận hành của Pháp mà năm 1978, chùa Huyền Không Lăng Cô đã phải di dời đi, nhưng từ đó lại lan tỏa rộng lớn hơn. Tinh thần huyền không khai sinh, tồn tại và phát triển qua các chặng đường đã được 4 vị đại trưởng lão kể lại trong đêm huyền không tao ngộ năm 2021. Con xin nêu lên cái cảm nhận thấy biết của riêng mình về tinh thần huyền không vô vi vô ngã. Đó là sự tự do sáng tạo khi 4 vị phải rời xa mỗi người mỗi ngã, mỗi vị tự phát huy trong khả năng đặc biệt của riêng mình để hành pháp. Nhờ vậy mà sau nửa thế kỷ, bây giờ chúng ta đã có thầy Viên Minh, tổ đình Bửu Long do thầy Viên Minh làm viện chủ. Tại tổ đình thành phố Thủ Đức, thầy đã trùng tu chánh điện Bồ Đề Phật Cảnh, Khổ Hạnh Lâm, xây dựng mới Niết Bàn Phật Cảnh, Bảo Tháp Gotama, Tăng Xá, Thiền Xá và đặc biệt là Ni Viện Diệu Đán để đào tạo ni chúng Nam Tông Việt Nam. Ngoài ra, thầy Viên Minh còn xây dựng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thiền Viện Viên Không Tăng do Sư Thúc Hộ Pháp làm viện chủ, Thiền Viện Viên Không Ni do Ni Sư Liễu Pháp chủ trì, Thiền Viện Tịnh An Lan Nhã do Ni Sư Như Liên chủ trì. Trùng tu thất của Tổ Hộ Tông và xây dựng bảo tháp tại tỉnh Xá Định Quang, Đức Trọng, Lâm Đồng do Sư Pháp Lực chủ trì, Thiền Viện Viên Minh tại Trà Bồng, Quảng Ngãi do Sư Phước Hạnh điều hành, Thiền Trang An Nhiên tại Bảo Lộc, Lâm Đồng do Ni Sư Liễu Tuệ điều hành nếp sống nông thiền. Thầy cũng quan tâm tạo điều kiện cho các ni viện về đời sống cũng như sự tu tập của ni giới. Thầy nói dù sao thân nữ cũng thiệt thòi hơn tăng. Thầy đang vận động phục hồi chùa Tăng Bảo, Quảng Ngãi và cùng Sư Thúc Giới Đức đang quan tâm xây dựng lại chùa Bửu Sơn, Đà Lạt. Đó là hai ngôi chùa do Ngài Cố Trưởng Lão Giới Nghiêm, bổn sư của thầy, và Sư Thúc Giới Đức thành lập năm 1964. Thời gian còn có nghĩa gì, trăm năm cũng chỉ qua đi từng ngày. Tình huynh nghĩa đệ ngồi đây, nhớ ơn thầy tổ, kiếp này báo ân. Sư Thúc Giới Đức. Huyền Không Sơn Thượng xây dựng và phát triển trên mảnh đất 70 hecta tại Hòn Vượng, huyện Sơn Trà, Huế, do Sư Thúc Giới Đức làm chủ trì, đồng thời các vị sư học trò của Sư Thúc đang xây dựng và phát triển 3 ngôi chùa trên vùng cao nguyên Trung Phần, gồm chùa Phổ Quang tại tỉnh Đắk Lắk do Sư Tâm Định chủ trì, chùa Phước Đức tại Đắk Lắk do Sư Đức Thiền chủ trì, chùa Phước Viên tại Đắk Nông do Sư Đức Toàn chủ trì, chùa Đức Quang tại Đức Trọng do Sư Đức Hải chủ trì, Ni Xá Dhammadina tại Huyền Không Sơn Thượng do Sư Cô Minh Ngọc quản chúng.
Những ngày cận Tết Nguyên Đán năm 2022, Sư Thúc Giới Đức còn lặn lội đường xa từ Huế di chuyển bằng xe vào Bửu Long để đi cùng thầy lên Đà Lạt xem đất xây dựng lại chùa Bửu Sơn. Thời tiết lúc bấy giờ trời đang mưa và khá lạnh. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng là bài học lớn từ thân giáo của quý ngài, để cho chúng con bước theo quý ngài trên tinh thần huyền không. Thương quá hai ôn cuối năm rồi mà còn lặn lội đến xa xôi, một lòng báo đáp ân thầy tổ, trời lạnh đường xa vượt núi đồi. Sư Thúc Pháp Tông, Huyền Không Sơn Trung, tọa lạc tại xã Hương Hồ, thành phố Huế, do Sư Thúc Pháp Tông chủ trì đã xây dựng bảo tháp biểu tượng Bồ Đề Đạo Tràng, lập trường trung cấp Phật học Nam Tông, xây dựng tăng xá và ni xá gần chùa Huyền Không Sơn Trung, trùng tu tôn tạo chùa Thiền Lâm của trưởng lão Hộ Nhẫn, xây dựng tăng đoàn Phật giáo Nguyên Thủy Thừa Thiên Huế do Sư Tâm An chủ trì, hỗ trợ xây dựng tịnh thất Gotami. Đại dương rộng mênh mông, vẫn ở dưới bầu trời, ngọn lửa Pháp huyền không, soi sáng vạn nẻo đời. Sư Thúc Tuệ Tâm, Huyền Không Sơn Hạ, chùa Pháp Luân tọa lạc tại An Cựu, do Sư Thúc Tuệ Tâm chủ trì, phát triển tuệ tĩnh đường Liên Hoa nổi tiếng khám chữa bệnh kết hợp Đông Tây Y, nhất là thực hiện nhiều công tác khám chữa bệnh từ thiện. Đặc biệt, đã và đang mở các khóa dạy y học cổ truyền cho các đông y sĩ và các bác sĩ Tây Y. Ngoài ra, tuệ tĩnh đường Liên Hoa còn có quán cơm chay dưỡng sinh được thực khách khắp nơi ưa chuộng. Trái tim luôn rộng mở, đạo đời sống tùy duyên, kiếp người luôn trăn trở, y pháp trọn uyên nguyên. Như thầy đã nói trong lần ghé thăm Huyền Không Sơn Thượng năm 2021, chúng ta có được hôm nay là nhờ vào tình thương yêu, tình huynh đệ, tình đoàn kết và sự tương thông, mới chia sẻ được cho nhau những điều cần thiết trên hành trình hành pháp và hoằng pháp. Do vậy mà tăng chúng và ni chúng của thầy và quý sư thúc dù đang ở đâu cũng vẫn dung thông được trong tinh thần huyền không nhất hướng. Chính tinh thần huyền không được thầy và quý sư thúc khai thị đã và đang thấm nhuần vào đời sống của đông đảo Phật tử hữu duyên trong và ngoài nước trên con đường giác ngộ giải thoát. Cuối năm 2019, khi bên cạnh thầy cùng với sư thúc Pháp Tông tại biển Hạ Uy Di, con chợt nhớ về Huyền Không Lăng Cô, nhớ đến người anh thân thương đã qua đời. Còn có làm bài thơ: nhớ Huyền Không xưa, ta về thăm lại núi rừng xưa, ngắm biển Lăng Cô mát bóng dừa, làng chài cát trắng nhô ra biển, nhớ dòng suối nhỏ những đêm mưa. Nằm nghe thác đổ tiếng ầm vang, nhớ đến người xưa chiếc y vàng. Người ra đi mãi không trở lại, ta về sống giữa kiếp hồng hoang. Nhớ người, nhớ cảnh, nhớ vườn lan, nhớ hội huyền không ánh trăng vàng. Đường lên trà thất còng tây vườn, bên chòi tranh bếp khóm hoa trang. Nhớ lại nơi đây đã một thời, thầy trò huynh đệ ngắm mây trôi, ngắm hoàng hôn tím tan trên nước, đá bạc rêu phong biển gọi mời. 4-6 năm rồi nghe thật xa, bao nhiêu thay đổi giữa ta bà. Huyền không năm ấy không còn nữa, nhưng huyền không mãi sống trong ta. 46 năm tính đến năm 2019, San Jose, California, ngày 1 tháng 4 năm 2022, đệ tử Liễu Ngộ.